sức khỏe và cuộc sống. Kim Ánh, bác sĩ Lương Lại Hoàng, rất vui khi được gặp lại thính giả trong chương trình Sức khỏe và cuộc sống ngày hôm nay. Thưa quý vị, tiếp tục với loạt chuyên đề về bệnh tiểu đường. Thì ngày hôm nay, ngay từ cái tên của chương trình thôi, không lửa khó có khói. Và như vậy thì với cái tiêu đề của phần tham luận ngày hôm nay thì Kim Ánh cũng đang đoán là bác sĩ muốn nói là bệnh tiểu đường không hẳn là vô cớ bỗng phát tán như thế và cũng trở thành một cái bệnh mà được gọi là đại dịch của thế kỷ như là Tổ chức Y tế Thế giới đã nói. Không biết là cái suy đoán của Kim Ánh như thế thì có đúng không, thưa bác sĩ Lương Lệ Hoàng? Thưa cô Kim Ánh, thưa quý thính giả thân mến của chương trình Sức khỏe và Cuộc sống và đặc biệt là những người theo dõi cái loạt chuyên đề về bệnh tiểu đường. Như cô Kim Ánh vừa mới trình bày thì tôi cũng không còn cái cách nào khác hơn là đành phải xác nhận là cái phỏng đoán của cô nó hoàn toàn chính xác. Nên nếu người ta nói bệnh tiểu đường thì tuy là nó đang phát tán đến độ mà được mang tên là cơn đại dịch của thế kỷ, nhưng không có nghĩa là trong cùng điều kiện sinh hoạt ai cũng bị bệnh như ai. Thậm chí ngay cả cái chuyện người ta gọi là bệnh tiểu đường là có yếu tố di truyền thì cũng không có hẳn đó là một yếu tố tuyệt đối, là hãy cha mẹ bị bệnh tiểu đường thì con bị bệnh tiểu đường. Trái lại, cái kết quả cho thấy là hiện nay nhờ người ta hiểu hơn về bệnh tiểu đường, nghĩa là người ta sợ hơn, người ta để ý tới nó thường hơn, thì người ta ghi nhận một cái điểm nó tưởng là nghịch lý nhưng mà thuận lý, đó là những đứa người mà có cha mẹ bị bệnh tiểu đường thì hiện nay họ ít bị bệnh tiểu đường, bởi vì họ tìm cách phòng ngừa cái bệnh tiểu đường. Trái lại, có những người thấy cha mẹ mình không có bị bệnh tiểu đường thì số mà sau đó mà bị bệnh tiểu đường lại cao hơn, nhưng người ta so với cái thống kê của 5 năm trước đây thôi. Tại vì người ta nghĩ là cái cơ tạng của tôi chắc nói theo ngôn ngữ bình dân là sức mấy mà bị bệnh tiểu đường, thì kết quả là không cần phải đợi tới sức mấy, bệnh ngay tức khắc, bệnh rất sớm như là khác. Nhưng mà trong đó thì như cái tiêu đề của chương trình ngày hôm nay là người ta nói là nếu nói cái bệnh tiểu đường giống như người ta quảng cáo là cái gì lẩu không khói thì không đúng, mà nó phải có lửa rồi thì nó mới có khói, và cái lửa trong bệnh tiểu đường đây nó lại kẹt là nó có nhiều loại lửa, khiến cho đó là lý do tại sao mà nó là đòn bẩy để bệnh tiểu đường có thể phát tán nhanh đến như thế. Một cách nói một cách nôm na là ngoài cái chuyện mình bị xui xẻo gì, chẳng hạn như một cái tật bẩm sinh gì, một cái tai nạn làm hư hết cái tủy tạng thì không nói làm chi, đó là cái quả trên trời nó rơi xuống. Thì hiện nay thầy thuốc cũng không có, chưa có cái giải pháp, chẳng hạn như chích ngừa cũng không có thuốc, sửa đổi cái di thể trong tế bào để cho đừng bị bệnh tiểu đường cũng chưa tìm ra cho rõ. Cũng như ngay cả trong trường hợp người ta bị hư cái tủy tạng thì việc làm lại cái đó cũng không phải đơn giản. Vậy thì bỏ qua những trường hợp đó, thì có những trường hợp khác thì nạn nhân hay là biến thành bệnh nhân, xin lỗi, là do nạn nhân một phần cũng chính là thủ phạm. Thì trong đó có ít nhất 7 cái yếu tố mà người ta cho là có nó thì dễ bị bệnh tiểu đường. Hãy nói khác ngược lại, nếu tìm cách làm sao để cho cái 7 cái yếu tố này nó đừng có phát tán ra thì người ta một cách gián tiếp, một cách tương đối có thể người ta tránh được bệnh tiểu đường. Vừa rồi thì bác sĩ có cho biết là tối thiểu là sẽ có 7 yếu tố nó trở thành cái đòn bẩy của bệnh tiểu đường. Như vậy thì chắc chắn là những thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay cũng đang nôn nóng, không biết là 7 yếu tố mà bác sĩ muốn đề cập đó sẽ là 7 yếu tố nào. Trước đây khi người ta chưa hiểu lắm về bệnh tiểu đường, cũng như khi người ta chưa so sánh những cái kết quả thống kê về bệnh tiểu đường mà được thực hiện ở nhiều quốc gia khác nhau, nghĩa là trên nhiều cái màu da, từ Phi Châu bước qua Âu Châu, và thực hiện nó trên nhiều cái nhóm đối bệnh nhân khác nhau vậy, với cái số lượng cả 100.000 người, thì người ta không nhận ra được. Nghĩa là ta có nhận ra những yếu tố thuận lợi cho bệnh tiểu đường, những yếu tố mà nghĩa là bất lợi cho cái nạn nhân đó, nhưng người ta chưa sắp nó lên một cái trình tự là yếu tố nào ghê nhất trong đó. Hôm nay thầy thuốc đã có thể xác minh một cách tương đối khá chính xác là có những yếu tố, có 7 yếu tố tối thiểu nhưng mà người ta có thể sắp xếp hạng đó. Thì khi người ta xếp hạng đó thì khi người ta làm xong rồi, người ta hỏi là ý nghĩa, người ta hỏi ý kiến của người tiêu dùng, chứ mình nói chỉ người tiêu dùng, là yếu tố nào là quan trọng, thì cái điểm lý thú là hầu như ít có người đoán ra được chính xác cái trình tự đó. Nghĩa là có người cũng đoán trúng được điểm này điểm kia, nhưng về mặt trình tự thì hầu như không có ai được lãnh huy chương vàng hay lãnh giải thưởng. Tức là cái cuộc thi này chắc có lẽ các thầy thuốc cố tình làm ra để không phát giải thưởng. Yếu tố mà ta không ngờ nhất là yếu tố mà đầu tiên hết và làm cho người ta đáng lo nhất chính là chuyện lạm dụng các loại thuốc mà rất thông thường mà không ngờ là các thuốc đó đưa đến tình trạng làm tăng đường huyết. Đứng đầu trong các loại đó chính là các loại thuốc giảm đau, các loại thuốc kháng viêm,
Và một cái loại thuốc nữa mà làm cho các cái hãng bảo hiểm y tế ở châu Âu nó đang kêu trời là vì cái gánh nặng tài chính, chính là thuốc an thần. Vì người ta lạm dụng các loại thuốc ngủ, người ta lạm dụng các cái loại thuốc hãy thở đau một chút uống liền, đặng mình hết đau đặng mà kêu cài tiếp. Và ngay cả việc lạm dụng cái thuốc kháng viêm, thì vì thuốc kháng viêm đa số dù là nói nó không phải là nhân loại như corticosteroid, nó vẫn có cái tác dụng tương tự corticosteroid, nghĩa là nó đẩy đường huyết lên. Vì người ta muốn giảm đau, người ta muốn kháng viêm, người ta muốn ngủ cho ngon, người tuyến thượng thận phải hoạt động. Và tuyến thượng thận khi hoạt động thì nó lại đẩy đường huyết. Khi thuốc hết thì đường huyết tụt xuống. Rồi đến khi người ta, vì người ta dùng thuốc quá thường, người ta lại tự đẩy cái đường huyết lên. Và kết quả là cái dao động đó nó nhích, là khiến cho cái ngưỡng của cái đường huyết trong máu nó nhích lần lên trên. Nó nhích ở cái mức là nếu người khác cần 90mg trong máu thì đủ sống yên vui rồi, thì cái người này sẽ lần lần nó là 100, rồi 101, rồi 102. Và nó nhích lên nó trái lại với cái tiền lương là nó nhích nhanh lắm, và nó giống như vượt giá, nó lên rồi nó không chịu xuống. Kết quả đến một lúc nào nó đứng khựng lại ở một cái điểm vượt quá mức bệnh lý, và khi đó bệnh tiểu đường thành hình. Chính vì vậy mà Tổ chức Y tế Thế giới họ không phải là họ chỉ cảnh báo, họ thậm chí kêu gào, họ cổ động cho việc là kẹt lắm thì hãy uống thuốc chứ đừng có lạm dụng thuốc. Không phải vì nó là gánh nặng tài chánh, mà vì cái gánh nặng tài chánh để điều trị cái phản ứng phụ, cái hậu quả, cái độc tính của thuốc được người ta đang đánh giá hiện nay là cao gấp 3 đến 6 lần cái điều trị căn bệnh. Và có nhiều người vì cái phản ứng của thuốc đó mà họ có một cái bệnh khác, thậm chí nó nghiêm trọng hơn cái căn bệnh lúc đầu. Có một bác sĩ nào đó đã đưa ra một cái nhận định mà người ta cũng không biết là biết nói làm sao hết trơn, nghe qua nó ngậm đắng nuốt cay thế nào. Là khi bác sĩ nói là, vì anh bác sĩ đó nói có khi chắc người ta không điều trị bệnh có khi nó còn khá hơn, bởi vì sau khi điều trị bệnh được rồi thì qua cái cơn bệnh cấp bách thì hài lòng, nhưng sau đó người ta trả một cái giá quá đắt vì phản ứng phụ của các loại thuốc hóa chất tổng hợp. Vì đã gọi là thuốc hóa chất tổng hợp thì muốn hay không muốn, nhiều hết nó đều là gánh nặng của cái cơ quan mà như lá gan, như trái thận, mà những cơ quan giải độc đó mà hãy nó đuối đi thì bệnh đường, bệnh một trong những căn bệnh mà đầu tiên đứng trực chờ ngay ngoài cửa chính là bệnh tiểu đường. Cái yếu tố thứ hai mà người ta xếp hạng trong cái bảng phong thần này chính là cái yếu tố mà hiện nay tôi nghĩ là nó rất phổ biến, đó là tình trạng mất ngủ của người bệnh. Hay nói cái khác là ngủ không đủ chứ không phải mất ngủ. Có nhiều người ngủ vẫn ngon lành như thường, nhưng vì công việc ngủ trễ quá và thức sớm quá. Cái chuyện mà thức khuya dậy sớm đó, nó đã đi đến độ là nó cũng, người ta ghi nhận đó là nó còn hại hơn là mình ăn một bữa cơm tối mà thật ngọt. Thì mình ăn một bữa cơm tối mà thật ngọt thì trên nguyên tắc cho dù tị tạng có yếu đi nữa thì tị tạng vẫn có đủ thời giờ để có thể làm việc đến sáng hôm sau để đường huyết vẫn trở về định mức bình thường. Như một người mà khi họ thiếu ngủ, như là họ thức quá khuya và họ dậy quá sớm, thì cái lượng đường trong máu nó tăng lên, thậm chí còn cao hơn là người ta lạm dụng chất ngọt. Cái yếu tố thứ ba mà người ta cho là đòn bẩy cũng ghê gớm cho bệnh tiểu đường, đó là nếu một người mà phải sống mà liên tục mà phải đồng hành với stress. Thì stress đối với cơ thể dù với dạng nào, một cái dạng là thông thường mà ta không ngờ đó, chẳng hạn như mỗi ngày người ta bị kẹt xe, mỗi ngày người ta bị áp lực thời gian phải đi đón con, hay là cho dù cái stress liên tục trong công việc của họ, áp lực gì công việc, gì làm việc phải có doanh thu, gì làm việc phải hiệu quả, thì tất cả những cái yếu tố đó đều làm cho tăng đường huyết. Và người ta ghi nhận là cái yếu tố stress nó có thể làm tăng đường huyết một cách đột biến, đến tương tự như một người bệnh nhân tiểu đường mà người ta quên uống thuốc, nghĩa là đường huyết có thể giọt lên rất nhanh. Và nếu mà cái tụy tạng nó còn khả năng điều chỉnh hay phục hồi thì tốt, nhưng mà thường vì phải điều chỉnh mà tụy tạng nó mau mệt, do đó người ta gọi nó là cái hiện tượng cháy của tụy tạng, tức là tụy tạng đến lúc nào đó nó hết pin, nó gục xuống, thì khi đó bệnh tiểu đường xuất hiện. Cái yếu tố thứ tư là yếu tố mà người ta ghi nhận mà sau này đó nó dính chung với nhau với ba căn bệnh. Yếu tố đó là thứ nhất, người ta bị tăng mỡ máu. Ở đây cần phải nói rõ là khi người ta vừa nghe tăng mỡ máu thì ta nghĩ ngay là chắc người đó phải mập. Vậy thì đúng đó, nhưng chưa chính xác. Hiện nay người ta phát hiện ra là ngay cả những người rất ốm, những người mình hạt xương mai, thậm chí là những người ốm vì kiêng khem để làm ốm cho bằng được,
thì họ lại gặp cái trục trặc là họ đúng, họ có thể có cái thể trọng, cái trọng lượng của họ ở cái mức mà họ thích, thậm chí dưới cả cái mức bình thường, nhưng mỡ máu thì lại cao. Và thậm chí là cái lá gan của họ nhiễm mỡ, mà nhiễm mỡ nhiều hơn là một người mập, và thậm chí có một cái khẩu phần có nhiều chất béo. Và những người ốm mà tăng mỡ máu thì lại là ứng duyên của bệnh tiểu đường, là vì trong cái bệnh tiểu đường nó có cái quan hệ hai chiều. Bệnh tiểu đường là rối loạn biến dưỡng chất đường lúc đầu, nhưng cách mấy sau đó nó cũng đưa đến rối loạn biến dưỡng chất béo. Thì ngược lại, cái rối loạn biến dưỡng chất béo mà ở cái kiểu nghịch lý này là không ăn mỡ, nhưng vì cơ thể tự tổng hợp chất mỡ, là vì cái người đó thiếu năng lượng, người ốm quá mà, giống như người suy dinh dưỡng, thì khi cơ thể tổng hợp chất béo lại tổng hợp ngay, phải cần phải tổng hợp cái loại mà nó gọi là chất mỡ mà cứng đầu, chất mỡ mà khi nào nó phân giải thì nó sẽ cung ứng nhiều năng lượng. Đó là cái ý tốt của cơ thể, nhưng mà khi thực hiện thì lại sai, là tổng hợp ngay cái loại mà nó làm gây xơ giữa mạch máu, là cái triglyceride. Và cái triglyceride mà khi mà nó càng cao thì cái tụy tạng, cho dù nó có tạo ra insulin, thế là nó vẫn còn làm gì hết chứ không phải không, nhưng insulin lại ở cái dạng không có hoạt tính, nghĩa là rốt cuộc làm cũng như không thôi. Và kết quả là người đó lưỡng đầu thọ địch, một mặt thì bị chất mỡ làm cho chai mạch máu, một mặt khác thì cái insulin, cái tụy tạng nó là tiết insulin mà không có hiệu quả. Kết quả là họ bị bệnh tiểu đường, và không phải chỉ bị bệnh tiểu đường, họ thậm chí là người dễ bị bệnh tiểu đường và mau có biến chứng hơn người béo phì, hơn cái người mà tuy là tăng mỡ mà lại thuộc dạng có da có thịt. Ở đây thì vừa nói xong thì chắc có lẽ những người mà tăng cân, những người dư cân thì chắc thở phào, thì chắc mình vậy khỏe, thì điều đó cũng không đúng. Vì trong bệnh tiểu đường, cái người béo phì cũng là cái đối tượng mà mình có thể gọi là miếng mồi ngon của bệnh tiểu đường. Là vì khi người ta đã gọi là béo phì, tức là cái chức năng gan của người ta đã không tốt. Giống như tựa một người, cho dù không béo phì nhưng họ bị viêm gan, thì trong cái quá trình điều trị viêm gan đó, cho dù điều trị hiệu quả, họ vẫn có thể bị bệnh tiểu đường. Là vì người ta ghi nhận là không phải bệnh tiểu đường là căn bệnh đơn phương đâu, bệnh tiểu đường nó nặng nề, nó nhiều khê, là vì nó hay rủ rê thêm bệnh này, thêm bệnh khác nữa. Và một trong những cái bệnh mà đồng hành với bệnh tiểu đường mà vì nó mà trở thành bệnh tiểu đường, hay ngược lại vì bệnh tiểu đường mà nó trở nên nặng tính, là cái rối loạn chức năng của gan. Và khi người ta rối loạn chức năng của gan, người ta tế bào gan bị phá vỡ, tăng men gan, tất cả những yếu tố đó là đòn bẩy khiến cho đường huyết khó được ổn định, đường huyết khó hạ đường huyết xuống. Và kết quả là cái người béo phì cũng là cái người mà dễ bị bệnh tiểu đường. Như vậy thì ở đây phải nói lại là tốt nhất là người ta có một cái trọng lượng trong định mức bình thường, chứ người ta đừng dư cũng như đừng thiếu. Thiếu cũng bị mà dư cũng bị. Dù là người ta so sánh một cách tương đối thì cái người thiếu nếu bị bệnh tiểu đường thì sẽ bị bệnh nặng hơn cái người dư. Chứ không phải như người ta tưởng là hey, tôi mập mà tôi bị thêm bệnh tiểu đường là chắc tôi dễ bị đứt mạch máu, thì điều đó sai. Bằng chứng là từ mấy ngàn năm trước trong y học cổ truyền, người ta gọi cái bệnh tiểu đường là bệnh tiêu khát, tức là cái người bệnh nhân đó họ khát nước lắm, nhưng mà cơ thể họ tiêu hao gầy mòn, chứ không phải là mập mạp. Vậy thì nếu bị bệnh tiểu đường mà thấy mập mạp thì nên, nếu nó vui thì không đúng, nhưng ít nhất cũng thở ra nhiều hơn, nhẹ nhõm hơn là nếu người ta bị bệnh tiểu đường mà sao càng ngày càng thấy mất trọng lượng đi, càng ngày càng suy giảm cái cơ thể của mình, càng ngày càng ốm tông teo chẳng hạn. Cái yếu tố kế nữa là cái người bệnh nhân bị cao huyết áp. Trước đây đó, người ta nghĩ là bệnh tiểu đường đó, bao giờ nó cũng kéo theo bệnh tim mạch, là bởi vì bệnh tiểu đường thì cái nặng nhất của bệnh tiểu đường, cái yếu tố mà khiến cho cái bệnh tiểu đường nó trở nên nguy hiểm vô cùng chính là tình trạng xơ giữa mạch máu. Do cái rối loạn biến dưỡng chất đường cách mấy nó cũng kéo theo rối loạn biến dưỡng chất béo như tôi đã phân tích nhiều lần trong chương trình. Nhưng mà nặng hơn nữa là vì các cái phế phẩm của nó trong cái rối loạn biến dưỡng chất đường và cái chất mà mình gọi là chất oxy hóa nó được sản sinh ra mỗi một lần đường huyết dao động như thế. Thì cái chất đó là cái chất làm cho mạch máu nó chai cứng lại, và nó sẽ tấn công những cái mạch máu nào nhỏ nhất. Mạch máu nào càng ở xa trái tim, chẳng hạn như ở đáy mắt, ở cầu thận, ở đầu ngón tay ngón chân. Thì kết quả là gì? Nó làm tăng cái áp lực đó lên. Của cái thành ra khi trái tim co bóp, gặp cái hệ thống mạch máu thay vì nó mềm dẻo, nó đàn hồi thì nó đã chai cứng. Kết quả là người bệnh tiểu đường dễ bị tăng huyết áp, mà tăng cái con số gọi là con số nhỏ, huyết áp trường tập. Trước đây người ta nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ cái tai hại nó không còn một chiều nữa, bây giờ nó lại được trở thành hai chiều, là người ta ghi nhận những bệnh nhân trước đó không bị bệnh tiểu đường,
Nhưng nếu họ bị cao huyết áp mà họ được điều trị mà không hiệu quả, hoặc là họ uống thuốc theo kiểu thất thường, thì cái tỷ lệ của những người bị bệnh tiểu đường sau khi bị cao huyết áp rất cao nếu so với cái nhóm là không bị cao huyết áp, hoặc có bị cao huyết áp nhưng điều trị đúng bài bản, như là có được theo dõi. Cuối cùng nữa là cái yếu tố có lẽ nó gắn liền với cuộc sống văn minh hiện nay, là khi người ta có đủ hết cái phương tiện mà, thì bệnh tiểu đường là căn bệnh ưu tiên cho những người ít vận động. Chứ ít vận động đây không có nghĩa là người ta không vận động thể dục thể thao, không, ngay càng ít vận động là đặc biệt cho những người ngồi quá lâu trước máy vi tính, ngồi quá lâu trước máy truyền hình, những người thức khuya để xem phim chẳng hạn, và nhất là những người không vận động sau bữa ăn. Tại vì cái lượng đường trong máu mà nó muốn giảm xuống, nó phải được đưa vào trong bắp thịt và dưới cái tác động của insulin, hoặc nếu người ta đã bị bệnh rồi thì dưới tác động của thuốc gì, cái đường đó nó sẽ được đốt cháy trong bắp thịt để mà nó sinh ra cái năng lượng cần thiết, dù là ta dùng nó để suy nghĩ hay dùng nó để làm chuyện khiêng một cái vật nặng, nó cũng như nhau thôi. Và nhất là trong đó phải nhớ là 20% cái năng lượng mà được đốt cháy đó dùng ngay cho não bộ. Chính vì vậy mà nếu mà cái lượng đường không vào trong bắp thịt mà nó ở lại trong máu, thì có nghĩa là người đó chắc chắn sẽ rối loạn chức năng tư duy, chẳng hạn như họ đạn trí, chẳng hạn như mất phán đoán, họ có thể mất ngủ, và cuối cùng nữa là họ dễ bị trầm uất. Thì như vậy thì những người mà ít vận động, mà người ta ghi nhận nên là những người ít vận động ở đây thì cái đường huyết của họ lại trong máu lâu hơn. Vì nó ở lại trong máu lâu hơn thì đến một lúc nào đó nó quyết định nó ở lại trong máu luôn, thì khi đó sẽ sinh ra bệnh tiểu đường. Nhưng mà mặt khác cũng phải nói ngược lại, nói qua cũng phải nói lại, có đi có lại thì nó mới tội lòng nhau. Là như mình suy nghĩ như vậy thì gọi là tôi tăng cái vận động lên, tăng tối đa lên, thì cũng không hẳn là đúng. Bởi vì trong lúc người ta vận động mà chẳng hạn một cách thái quá, những người mà hiện nay vì nghĩ là thể dục thể thao thì tốt, do đó ngay cả lúc mệt cũng đi vận động thể dục thể thao. Những người tập thể dục thể thao ngay sau giờ làm việc dù đã quá căng thẳng thì phải coi chừng, là người ta cũng ghi nhận là gì, mình đã biến cái thể dục thể thao đó không còn là một cái môn giải trí nữa, một cái lối thoát để chống cái căng thẳng stress, mà mình biến nó thành một cái dạng khác của stress. Nhất là khi người ta chọn cái môn thể dục thể thao mà có đụng chạm, có ăn thua, thì người ta phải lưu ý là ngay cả tình trạng vận động thái quá đó cũng đưa đến bệnh tiểu đường. Vậy thì tất cả những cái yếu tố mà tôi vừa trình bày đó là những yếu tố mà chắc chắn thính giả cũng đã ghi nhận được một điểm tương đồng, là nó quay quần, nó hòa quyện với nhau lại trong cái cuộc sống mà mình đương gọi là được tiếng văn minh. Chính vì cái cuộc sống căng thẳng đó mà người ta không có đủ thời giờ để có một cái chế độ ăn uống cho đầy đủ, đến độ người ta suy dinh dưỡng dù người ta đủ ăn đủ mặc, hoặc người ta ngược lại, người ta béo phì, người ta tăng mỡ máu, người ta cao huyết áp, người ta đồng hành với stress, người ta không còn thời giờ để vận động, bắp thịt nó đi một khoảng đường rất ngắn, ta sử dụng ngay xe gắn máy đi lên cầu thang thay vì bước thì lại chọn ngay thang máy chẳng hạn. Và nhất là người ta lạm dụng thuốc giảm đau, người ta lạm dụng thuốc để người ta ngủ cho bằng được, hay thậm chí ngay cả những thuốc mà được gọi là tăng cường sinh lực mà ở cái hướng đẩy cái tuyến thượng thận cho nó bắt nó phải làm việc, đẩy cái tuyến giáp trạng để bắt nó phóng thích nhiều nội tiết tố để mình thấy mình hăng máu hơn. Tất cả những yếu tố đó chính là đòn bẩy khiến cho cái bệnh tiểu đường nó đúng là cơn đại dịch của thế kỷ. Qua phần phân tích vừa rồi của bác sĩ Lương Lễ Hoàng thì thính giả của chúng ta đã có thể hình dung ra được 7 cái yếu tố mà bác sĩ nói là đòn bẩy của bệnh tiểu đường, phải không ạ? Và với những cái thông tin bổ ích này, thính giả có thể đón nghe lại với cái khung giờ từ 8 giờ cho đến 8 giờ 30 của ngày sáng thứ sáu. Và thưa bác sĩ, trước khi chúng ta chuyển sang tiết mục mẹo vặt phòng thân, một tiết mục rất quen thuộc đối với thính giả trong chương trình Sức khỏe và cuộc sống, thì bác sĩ còn điều gì muốn chia sẻ cùng với thính giả qua chương trình của chúng ta ngày hôm nay không ạ? Nhưng với cái 7 cái yếu tố mà vừa mới trình bày đó, thật sự mà nói là nếu bây giờ người ta tìm cách để người ta khử cho nó hết đi, thì đó là một cái lời khuyên nghe rất dễ, nhưng trên thực tế không phải dễ thực hiện. Thì ta cũng có một cách tương đối nữa, là nếu như người ta không thể tránh hết 7 yếu tố đó một cách tuyệt đối, thì người ta nên cố gắng làm sao để cho có một cái chất nào đó mà cho dù người ta có béo phì một chút, cho dù người ta mất ngủ, nhưng mà hay là người ta stress, thì người ta vẫn tìm thấy được vẫn có cái chất mà chính nó giúp cho cái tùy tạng nó phóng thích ra insulin ở cái dạng mà có cái hoạt tính cao nhất. Đó là những cái loại nội tiết tố mà giúp cho người ta lạc quan, giúp cho người ta yêu đời, ăn hay về cái endorphin của tuyến yên. Như vậy thì rõ ràng có những người mà người ta cũng đã chứng minh nó qua những công trình nghiên cứu là
tuy người ta có thể béo phì một chút thì người ta cũng có thể tăng mỡ máu, như là người ta ăn uống không phải bắt buộc phải kiêng khem ác liệt đâu, nhưng người ta lại vẫn có nhiều người nói rằng họ nói tôi thấy tôi vậy mà tôi đâu có bệnh gì đâu. Thật sự thì có bệnh hay không cũng phải tùy người ta xét nghiệm, cũng phải tùy khám, nhưng họ có một cuộc sống tương đối rõ ràng ít bệnh là vì họ có một cái niềm vui nào đó. Và thứ hai nữa là người ta cố gắng sống làm sao. Hiện nay sở dĩ bệnh tiểu đường nó phát tán đến như vậy là vì người ta đang có một cuộc sống mà đi ngược lại với cái quy luật của thiên nhiên. Một cái quy luật đơn giản là nếu người ta buồn ngủ thì người ta nên đi ngủ. Này mình buồn ngủ như vẫn cố gắng nhướng mắt lên hoặc để xem cho hết cái phim tập nào đó, hoặc để làm việc cho xong công việc đi. Và như vậy thì đừng lấy làm lạ nếu như mình bị bệnh. Bởi vì như tôi đã trình bày và nhiều lần trong các cái chương trình truyền thông thì thủ phạm trong trường hợp này cũng chính là nạn nhân. Sao mẹ lại ăn nhiều cơm quá vậy mẹ? Mẹ không nhớ là người bệnh tiểu đường không được ăn hơn một chén cơm mỗi bữa hay sao? Mẹ đâu có quên bao giờ là người bệnh tiểu đường phải kiêng gạo cử bột. Nhưng con à, mẹ đã từ lâu chiều nào cũng ăn hết gần 2 chén mà đường huyết vẫn trong mức bình thường. Vì mẹ nấu cơm với gạo mầm VB-GABA. Gạo mầm VB-GABA? Đúng vậy con à. Nhờ hoạt chất GABA nên người dùng gạo mầm VB-GABA có thể ăn đến 2 chén mà không dao động đường huyết. Người bệnh tiểu đường giờ cảm giác no bụng nên ngủ yên. Chẳng những thế, nhờ tác dụng chống sơ vữa mạch máu và hạ mỡ máu của GABA nên người chọn gạo này có thể phòng ngừa biến chứng nghiêm trọng của bệnh tiểu đường đó con à. Hèn chi lúc này nhìn mẹ rất là khỏe luôn á. Được ăn chắc bụng, ngủ ngon giấc, lại thêm đường huyết và huyết áp ổn định, mẹ tất nhiên phải khỏe rồi. Gạo mầm VB-GABA, chén cơm nên thuốc cho người bệnh tiểu đường, hạt ngọc trời cho người muốn phòng bệnh. Sản phẩm đã được bán ở siêu thị và các đại lý của công ty bảo vệ thực vật An Giang. Cần thêm chi tiết xin gọi 0838647930, hotline 0915161759. Thính giả đang đến với chương trình Sức khỏe và cuộc sống. Chương trình đang được sự đồng hành của công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang với sản phẩm gạo mầm VB-GABA, chén cơm nên thuốc. Tiết mục Mèo vặt phòng thân. Và thưa thính giả, trong tiết mục Mèo vặt phòng thân ngày hôm nay thì bác sĩ Lương Đại Hoàng sẽ đề cập đến một cái vấn đề gừng nên thuốc cho ai. Gừng thì trong cuộc sống chúng ta biết nó là một cái gia vị trong chế biến rồi. Sự hiện diện trong một cái món trà gừng thơm ngon và ấm bụng phải không ạ? Nhưng mà gừng nên thuốc cho ai thì chắc chắn là bác sĩ Lương Đại Hoàng cũng muốn chia sẻ với quý vị. Tôi tin là trong cái nghệ thuật gia chánh nào người ta cũng có gừng, dù là Đông hay Tây. Người ta cũng đã nghiên cứu về cái tác dụng dược lý của gừng từ lâu để biết là trong gừng có nhiều loại tinh dầu, mà trong đó cái nhóm tinh dầu điển hình của nó có tên là gingerol, là cái nhóm tinh dầu mà nó làm cho thông mạch máu, tinh dầu giảm đau, tinh dầu chống co thắt, và nhất là cái tinh dầu hạ mỡ máu. Do đó tất cả những người mà cho dù mình chưa có bị tăng mỡ máu, mà nếu có một bữa ăn nào đó mình thấy nhiều mỡ, mình sợ tăng cholesterol sau bữa ăn, thì bằng chứng là trong cái cách nấu ăn, trong các cái món ăn của người Trung Hoa, họ thường hay có gừng trong những món béo bở. Những cái món mà có gừng nó sẽ giúp thứ nhất là để cho người ta cải thiện cái tiêu hóa để đừng bị đầy hơi. Bởi vì cái quá trình đầy hơi sau một bữa ăn béo bở chính là cái đòn bẩy để làm tăng mỡ máu, chứ không phải là tùy theo, nghĩa là người ta có thể ăn một cái khẩu phần mà cho dù không có chất mỡ hay là ít, nhưng nếu mà ta bị đầy hơi thì người ta vẫn bị tăng mỡ máu. Do đó gừng nó sẽ giúp cải thiện cái đó. Thứ hai nữa là gừng nó là cái chất mà để cho người ta thông mạch và hạ mỡ máu đó. Vì vậy người ta nên có những món có gừng cho những bệnh nhân đã bị cao huyết áp. Cái tác dụng kế tiếp của gừng mà cũng đã được người ta chứng minh chính là cái tác dụng chống co thắt cái cơ trơn của đường tiêu hóa. Do đó người ta dùng gừng cho những người dễ bị buồn nôn. Và cái buồn nôn mà dễ nhất chính là những người say xe. Chính vì vậy mà người ta nên uống cái thuốc có gừng, hoặc người ta ăn kẹo gừng hoặc mứt gừng, nhưng mà phải trước khi người ta lên xe khoảng 6 giờ đồng hồ. Nhưng mà đây cần tính giả cần lưu ý là đừng đợi đến lúc nôn mửa, đến mật xanh rồi mới lấy gừng ra mà uống thì nó lại càng nôn hơn nữa thôi. Vì vậy thì người ta sử dụng những người mà bị say xe đó, thì người ta nên uống gừng hay ăn kẹo gừng, ăn món gì có gừng, hay tại bây giờ có luôn cả thuốc.